chồng hung hăng tấm tóc lôi vợ đi khắp làng và lý do gây phẫn nộ. Bị phá vỡ hôn lễ, người chồng tỏ ra tức tối, lập tức nắm tóc kéo vợ đi khắp làng khiến người xem bức xúc. Sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở Ấn Độ. Cụ thể, sau khi nghe tin chồng mình sẽ cưới vợ hai, người phụ nữ sống ở thành phố Muzaffarpur, bang Bihar đã tới giữa ngôi làng Hastinapur và tuyên bố mình và chồng đã kết hôn hợp pháp. Sau khi nghe tin, gia đình cô dâu lập tức hủy hôn khiến người chồng giận dữ. Anh ta lao vào bạo hành người vợ khiến người xem không khỏi bức xúc. Hình ảnh ghi lại được cho thấy người phụ nữ nằm trên đất đang bị chồng giật tóc. Khi đứng dậy, cô tiếp tục bị hắn tấm tóc rồi kéo đi khắp làng. Sau khi bị lôi ra khỏi đường chính, người phụ nữ bị nhóm đàn ông địa phương nhốt vào một căn phòng. Được biết, danh tính của nạn nhân và những người tấn công cô vẫn chưa được xác định. Sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý. Người xem đều tỏ ra phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng này.